mến, chúng ta đang cùng nhau đến với hình ảnh được tường thuật trực tiếp từ sân vận động Olympic tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Trước mắt chúng ta sẽ là trận bán kết 1 của môn bóng đá nữ tại SEA Games 32, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển đang nắm giữ tấm huy chương vàng tại SEA Games và đội chủ nhà Campuchia. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có tới 8 sự thay đổi ở đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam để đối đầu với đội chủ nhà. Đó là những sự tính toán của huấn luyện viên Mai Đức Chung trước một đội tuyển mà chúng ta đang được đánh giá cao hơn, tuy nhiên cũng không chủ quan khi mà Campuchia đã có những sự tiến bộ nhất định trong thời gian vừa qua. Đây là đội hình ra sân của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Trên giữa khung thành là thủ môn Khổng Thị Hằng, cao thủ mặc áo số 3 Hải Linh, số 4 Trần Thị Thu, số 11 Thái Thị Thảo, số 12 Phạm Hải Yến, số 17 Thu Thảo, số 18 Vũ Thị Hoa, số 19 Thanh Nhã, số 21 Ngân Thị Vạn Sự, số 22 Nguyễn Thị Mỹ Anh. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam là ông Mai Đức Chung. Trong khi đó, đây là đội hình ra sân của đội tuyển Campuchia ở trận đấu ngày hôm nay. 11 cầu thủ xuất phát trong đội hình chính thức bao gồm thủ thành mang số 20 Chen Soviet, cầu thủ mang áo số 20 Pierre Strelas, số 5 Melanie Joy, số 8 Tisam Nang, số 9 Yon Yehun, số 10 Vifa, số 12 Saudi, số 13 Vibon, số 15 Safeun, số 16 Chanthet và số 19 Kuntheapun. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Campuchia là ông Gao Fulin, một huấn luyện viên người Trung Quốc. Lúc này trên các nền tảng mà chúng tôi đang gửi tới quý vị khán giả đó là kênh YouTube On Sport Plus, Facebook On Sport và ứng dụng On Plus đã có khoảng 50.000 khán giả đang dành sự quan tâm và đồng hành với đội tuyển nữ Việt Nam. Ngày hôm nay là trận đấu mà chúng ta đối đầu với đội chủ nhà. Chính vì thế dù đánh giá cao hơn nhưng chắc chắn rằng đội tuyển nữ Việt Nam không chủ quan. 8 sự thay đổi người bên phía đội tuyển nữ Việt Nam với những cái tên lần đầu tiên xuất phát trong đội hình chính thức. Có thể kể tới như là Vũ Thị Hoa, cầu thủ trẻ nhất trong đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam, hay là Vạn Sự. Trận đấu còn lại cũng sẽ diễn ra cùng giờ, đó là trận bán kết 2 giữa Thái Lan và Myanmar. Đó sẽ là một trận đấu mà chúng ta cũng rất quan tâm để xem là đội bóng nào sẽ ghi danh vào trận đấu tranh huy chương vàng. Và bên cạnh đó là đối thủ của chúng ta trong trận đấu cuối cùng, hy vọng là như vậy. Trên luồng thông tin các nền tảng của chúng tôi thì khán giả đang ủng hộ rất nhiều cho đội tuyển nữ Việt Nam và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Và theo góc máy mà chúng tôi đang gửi tới quý vị thì ở hiệp 1 này đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trong trang phục áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ, bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thi đấu với đội hình đó là 4-2-3-1. Bộ tứ phòng ngự đó là Hải Linh, Trần Thị Thu, Thu Thảo và Mỹ Anh. Phía trên là bộ đôi tiền vệ trung tâm Thùy Trang và Thái Thị Thảo. Đá ở vị trí ba tiền vệ đó là Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa, Vạn Sự và người đá cao nhất trên hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam là Hải Yến. Đây là lần đầu tiên ở SEA Games này huấn luyện viên Mai Đức Chung sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, sơ đồ 2 trung vệ. Còn ở những trận đấu trước đó thì chúng ta đều thi đấu với sơ đồ 3 trung vệ. Thanh Nhã. Ở những trận đấu đối đầu trước đây tại SEA Games 30 năm 2019,
thì chúng ta từng thắng, xin lỗi quý vị, tại giải Đông Nam Á 2019 thì chúng ta từng thắng Campuchia với tỷ số là 10-0. Sau đó tại SEA Games 31 chúng ta thắng Campuchia ở vòng bảng với tỷ số là 7-0. Nhưng tới AFF Cup năm ngoái thì Campuchia chỉ để thua 0-3 trước Việt Nam. Và sau khi họ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Gafulin người Trung Quốc thì Campuchia đã có những sự đầu tư nhất định cho bóng đá nữ. Họ đã có tới 7 tháng tập huấn tại Trung Quốc từ tháng 9 tới tháng 4 vừa qua. Và năm nay khi Campuchia là chủ nhà của SEA Games 32 thì họ cũng đã được bắt thăm vào một bảng đấu tương đối thuận lợi. Campuchia đã có được vị trí thứ 2 của bảng B. Và ngày hôm nay thì những sự tiến bộ của họ sẽ được kiểm định bằng một thử thách rất lớn, đó là đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta. Bóng khá tốt của cầu thủ Campuchia. Ngày hôm nay thì một số cầu thủ trụ cột bên phía đội tuyển nữ Việt Nam như là Huỳnh Như, Tuyết Dung, Bích Thùy hay là thủ thành Kim Thanh đều đang ngồi trên băng ghế dự bị. Vũ Thị Hoa lần đầu tiên đá chính ở SEA Games. Vũ Thị Hoa ngày hôm nay cùng với Hải Yến sẽ là bộ đôi tiền đạo của chúng ta. Nhưng Vũ Thị Hoa được xếp đá ở vị trí hộ công cho Hải Yến. Và đi bóng khá tốt của Vũ Thị Hoa, đây là Hải Yến. Cú sút của Hải Yến, bóng đá rồi cột dọc. Đó là pha tấn công đáng chú ý đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam với một tình huống dứt điểm rất nhanh của tiền đạo áo số 12 Phạm Hải Yến. Chắc chắn là chúng ta sẽ thi đấu tấn công. Chỉ có may mắn mới có thể cứu thua cho Campuchia ở pha bóng vừa rồi. Hàng phòng ngự bên phía đội chủ nhà đã bộc lộ những sơ hở ngay ở phút đầu của hiệp đấu đầu tiên. Trước khi trận đấu này diễn ra, trong buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cũng đã dành những sự tôn trọng cho đội tuyển Campuchia. Họ thực sự là đã có những tiến bộ trong quãng thời gian được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Gafulin người Trung Quốc. Và đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta không thể chủ quan, nhất là khi Campuchia đang được chơi trên sân nhà. Những chuyền bóng rất hay của đội tuyển Campuchia, thử thách tinh thần của Khổng Thị Hằng. Rất may là không có bàn thua cho chúng ta. Đó là một pha phối hợp rất hiện đại của các cầu thủ bên phía đội tuyển Campuchia. Người đã cướp bóng đó là cầu thủ báo số 9 Yon Yun. Đây là tình huống áp sát rất nhanh của Vạn Sự để khiến cho cầu thủ báo số 12 Hốc Sao Đi không thể có đủ khoảng trống và không gian để thực hiện một pha dứt điểm chính xác hơn với phía khung thành của Khổng Thị Hằng. Đó là lời cảnh báo của Campuchia cho đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta. Một pha tấn công thực sự là có nét của đội bóng áo trắng. Thái Thị Thảo, đường chuyền dài. Và Sư. Sự hơi chần chừ. Trọng tài đã thổi phạt đối với tiền vệ Thái Thị Thảo của Việt Nam. Chúng ta vừa được chứng kiến một pha bóng có thể nói là rất tốt của đội tuyển nữ Campuchia. Nếu như cầu thủ áo số 12 của họ Hốc Sao Đi dứt điểm tốt hơn hoặc thực hiện một đường căng ngang vào, khung thành của Khổng Thị Hằng thực sự đã đứng trước một mối nguy.
phút đầu tiên này thì Campuchia đang cầm bóng khá tốt. Và chỉ đến tấn công của đội bóng áo trắng. Mỹ Anh. Ở giải này thì có thể thấy là thể hình của các cầu thủ Campuchia khá ấn tượng. Và rút kinh nghiệm từ những gì mà đã diễn ra ở vòng đấu bảng, Campuchia có lẽ sẽ sử dụng rất nhiều những tình huống bóng bổng. Đó là điểm yếu của đội tuyển nữ Việt Nam. Hai bàn thua của chúng ta trong trận đấu với Philippines ở lượt trận cuối vòng bảng đều là những tình huống bóng bổng. Thu Thảo, Thùy Trang, Hải Linh, Trần Thị Thu, đây là Mỹ Anh. Campuchia đang chơi với một hàng tiền vệ đông người để san lấp những khoảng trống. Đây là Thanh Nhã. Tình huống dốc bóng bên cánh phải và ngoặt bóng vào trong, dứt điểm bằng chân trái đang được Thanh Nhã tận dụng. Thanh Nhã là một cầu thủ có tốc độ và có khả năng quấy rối hàng phòng ngự đối phương bằng những pha dốc bóng ở bên phải. Nhưng điểm yếu của Thanh Nhã là phong độ chưa thực sự ổn định. Chúng ta vẫn chưa thực sự kiểm soát bóng tốt trong khoảng gần 10 phút đã qua của hiệp 1. Đội bạn đang nhập cuộc đầy tự tin và cơ hội nguy hiểm nhất đã đến với họ. Sau khi Hải Yến hơi thiếu may mắn với một cú dứt điểm dội cột dọc thì ngay lập tức Campuchia đã có câu trả lời. Đó là tình huống mà Mỹ Anh đã lùi về kịp thời để có những sức ép và khiến cho tiền đạo của đội bạn không thể dứt điểm như ý. Mỹ Anh. Vẫn là đội tuyển nữ Việt Nam, Vũ Thị Hoa. Hải Yến ngày hôm nay bị theo kèm rất sát bởi hậu vệ áo số 19 Kunthia Paul của Campuchia. Yến là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong sơ đồ chiến thuật mà huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung bố trí thì Vũ Thị Hòa chơi lùi sâu hơn hẳn để làm tường và làm bóng cho Hải Yến. Thu Thảo. Thu Thảo truyền cho Thái Thảo. Vạn Sự. Không có một người đồng đội nào có thể đón được truyền của Vạn Sự. Ngày hôm nay diễn ra đồng thời hai trận bán kết môn bóng đá nữ của SEA Games 32 và sau đây 3 ngày vào ngày 15 tháng 5 lúc 16 giờ sẽ là trận đấu tranh huy chương đồng và ngày lúc 19:30 là trận đấu tranh huy chương vàng. Thùy Trang pha phối hợp với Mỹ Anh.
Vâng, rất nhiều khán giả đang đặt câu hỏi là Huỳnh Như đâu, Tuyết Dung đâu. Còn ngày hôm nay thì huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những sự tính toán và Huỳnh Như và Tuyết Dung không ra sân ngay từ đầu. Đó là cú sút xa của cầu thủ áo số 5 bên phía Campuchia, Melanie Joy. Cầu thủ có thể rất tốt, rất cao lớn. Những phút đầu nhập cuộc đã cho chúng ta thấy là Campuchia đã có một bộ mặt rất khác so với họ cách đây chỉ một năm thôi. Thành Nhã sẽ có một quả phạt góc bên phía cánh phải cho đội tuyển nữ Việt Nam. Người thực hiện đó là Thu Thảo. Cùng giờ với trận đấu này, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật trận đấu còn lại, trận bán kết giữa Myanmar và Thái Lan cho quý vị khán giả. Đó là tình huống dứt điểm một chạm của Vũ Thị Hoa. Ở kỳ SEA Games đầu tiên của mình thì Vũ Thị Hoa vẫn chưa cho thấy được một sự hòa nhập thật tốt, vẫn có gì đó hơi tâm lý. Ngày hôm nay huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã trao cơ hội để tiền đạo trẻ 20 tuổi Vũ Thị Hoa được ra sân ngay từ đầu. Hy vọng rằng Vũ Thị Hoa sẽ có được bàn thắng để cởi bỏ những áp lực về mặt tâm lý. Đây là một tiền đạo rất tiềm năng của bóng đá nữ Việt Nam, vua phá lưới của giải vô địch quốc gia năm 2022 và là chủ nhân của danh hiệu cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất năm. Khi chúng ta có bóng thì Campuchia cũng không ngần ngại chơi áp sát. Họ cũng đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam. Với thể hình tốt hơn, thì lúc này thế trận mà đội tuyển Campuchia tạo ra trước Việt Nam, trong tâm thế một đội bóng bị đánh giá ở cửa dưới, là thực sự sáng sủa. Đây là Sun Phiva. Tình huống lấy bóng vừa rồi là của Vạn Sự, phản công cho đội tuyển nữ Việt Nam, Hải Yến. Vẫn chưa có được những pha phối hợp thực sự nhuần nhuyễn nơi đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là pha lên bóng của các cầu thủ áo trắng. Bật tường, đây là cầu thủ áo số 12 Hóc Sao Đi. Cầu thủ bên phía đội tuyển nữ Việt Nam đang bị đau. Có vẻ như đó là Mỹ Anh. Mỹ Anh đang nằm sân và cần tới sự chăm sóc của các bác sĩ. Vâng, nhiều khán giả đang có những nhận xét là các cầu thủ Campuchia rất cao lớn. Đúng là ở trên sân thì chúng ta có nhìn thấy được sự khác biệt về mặt thể hình giữa các cầu thủ Việt Nam và Campuchia. Các cầu thủ Campuchia có thể hình tốt không kém gì các cầu thủ Philippines, Nhật Tịch.
họ đã thực sự có những bước tiến về mặt lối chơi. Sau hai lần gặp nhau gần nhất và tới lần thứ ba này, Campuchia đã cho thấy họ đã tiến bộ như thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là mặt sân Olympic rất đẹp, rất mướt. Một mặt sân lý tưởng cho bất cứ một đội bóng nào thi đấu tại đây. Hải Linh, Thu Thảo, Thanh Nhã, Hải Linh, Thùy Trang. Chúng ta tiếp tục được hưởng một quả đá phạt góc bên phía cánh phải. Và người thực hiện vẫn là Thu Thảo. Vẫn chưa có sự đột biến trong những quả đá phạt góc bên phía đội tuyển nữ Việt Nam, khi mà những chuyên gia đá phạt góc của chúng ta thì đang ngồi ngoài, như là Tuyết Dung hay là Bích Thùy. Thanh Nhã, Campuchia đang chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Lối chơi cho đến lúc này đang cho thấy sự hợp lý. Trong những phút đã qua thì đội tuyển nữ Việt Nam chủ yếu tập trung tấn công ở hai cánh, với những cầu thủ có tốc độ tốt, đó là Thanh Nhã ở cánh phải cùng với Vạn Sự và Mỹ Anh ở cánh trái. Thanh Nhã, Mỹ Anh căng ngang đánh đầu, bàn không cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ ghi bàn đó là người có chiều cao khiêm tốn nhất trên sân, nhưng đó đã có một tình huống băng vào đánh đầu cắt mặt rất hay, Ngân Thị Vạn Sự. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Đó là nỗ lực xâm nhập vòng cấm của Mỹ Anh rất hay. Mặc dù bị đối phương theo kèm rất sát, nhưng Vạn Sự bằng sự tinh tế và khả năng chọn vị trí của mình vẫn có được một điểm chạm hoàn hảo. Đó là một bàn thắng mà chúng ta có thể lý giải cho câu nói của người Việt Nam: không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn. Vạn Sự chỉ cao 1m50, nhưng Vạn Sự đã có một tình huống đánh đầu thành bàn. Những sự thay đổi và tin tưởng huấn luyện viên Mai Đức Chung đã mang lại hiệu quả. Và khi có được bàn dẫn trước thì chúng ta tin tưởng rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có nguồn động lực về mặt tinh thần và thi đấu thăng hoa hơn. Khi những cái đầu đã được giải tỏa về mặt tâm lý thì những đôi chân sẽ trở nên thanh thoát hơn. Đúng là Vạn Sự như ý. Chúng ta hy vọng rằng Vạn Sự đã khởi đầu cho đội tuyển nữ Việt Nam một cách tuyệt vời rồi thì kết thúc chúng ta sẽ được như ý. Vạn Sự là một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền đạo, đang thi đấu cho câu lạc bộ nữ Hà Nội 1. Và trên sân lúc này thì Vạn Sự cùng với Hải Linh và Thanh Nhã là ba cầu thủ trưởng thành ở cùng một thế hệ của bóng đá nữ Hà Nội. Những cầu thủ đã cùng nhau
tung hoành tại sân chơi U19 quốc gia trong 4 năm liên tiếp để giúp cho bóng đá nữ Hà Nội khẳng định sự trở lại. Và ba cầu thủ này đều đang cùng nhau tiến bộ trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Thu Thảo. Thanh Nhã. Thùy Trang. Thái Thị Thảo. Vạn Sự. Chọc khe khá hay. Căng ngang đi. Hải Yến không vào. Chỉ một chút nữa thôi. Điểm chạm của Hải Yến là hơi thiếu nhạy cảm. Quá đáng tiếc cho tình huống này. Và cả ngang là rất mượt rồi. Suýt chút nữa thì Hải Yến đã có bàn thắng thứ hai tại SEA Games năm nay. Chúng ta đang chơi thanh thoát hơn. Những pha phối hợp đã trở nên thoáng hơn. Và có lẽ là những bàn thắng sẽ đến thôi. Nếu như đội tuyển nữ Việt Nam chắt chiu hơn. Bây giờ là một tình huống lên bóng ở cánh trái của đội bạn. Trần Thị Thu. Thanh Nhã. Quý vị thân mến, cho tới thời điểm hiện tại khi mà hiệp 1 mới trôi qua được khoảng hơn một nửa thời gian thi đấu thì ở trận đấu còn lại, trận bán kết giữa Myanmar và Thái Lan thì đội tuyển nữ Thái Lan đang dẫn trước Myanmar với tỷ số 2-0. Họ có liền 2 bàn thắng chỉ trong vòng 7 phút, từ phút thứ 11 đến phút thứ 18. Và Thái Lan đang có lợi thế dẫn 2 bàn ngay khi hiệp 1 mới chỉ diễn ra được 1 phần 2 thời gian. Đây là Thùy Trang. Nếu như Việt Nam và Thái Lan cùng giành quyền vào chung kết và tranh tấm huy chương vàng thì đó sẽ là trận chung kết Việt Nam-Thái Lan thứ 3 liên tiếp tại các kỳ SEA Games. Trước đó là năm 2019 và 2022 tại Việt Nam. Thanh Nhã. Năm 2017 thì chúng ta cũng vượt qua Thái Lan để lên ngôi vô địch. Tuy nhiên đó là một kỳ SEA Games mà các đội tuyển nữ không thi đấu theo việc phân chia bảng mà thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Và ở lượt trận cuối thì chúng ta đã giành chiến thắng 6-0 trước Malaysia để vừa đủ vượt qua Thái Lan và giành tấm huy chương vàng. Năm 2019 thì bàn thắng ở phút bù giờ của Hải Yến đã làm nổ tung cầu trường của sân vận động tại Philippines. Còn 2022, một năm trước, thì Huỳnh Như là người đã tận dụng cơ hội để mang về niềm vui vỡ òa cho hàng vạn khán giả có mặt tại sân vận động Cẩm Phả, Quảng Ninh. Và một thông tin rất vui là chúng tôi muốn gửi tới quý vị là trên các nền tảng của chúng ta lúc này
đang có gần 300.000 khán giả đang cùng theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Mỹ Anh suýt chút nữa thì chúng ta đã có một cơ hội nguy hiểm. Bóng đi xoáy và đã khiến cho thủ thành bên phía đội tuyển Campuchia không thể xử lý một cách an toàn. Tiếp tục là một tình huống phá bóng của một hậu vệ bên phía Campuchia. Một quả phạt góc bên phía cánh trái tiếp theo cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là Vạn Sự. Vũ Thị Hoa. Nhà bóng lại cho Mỹ Anh dứt điểm. Nhưng cú sút là không trúng đích. Cho tới lúc này thì có thể thấy là Việt Nam và Thái Lan vẫn là hai đội tuyển được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho tấm huy chương vàng tại SEA Games 32. Và viễn cảnh chúng ta một lần nữa lại gặp lại kỳ phùng địch thủ này trong trận đấu tranh huy chương vàng là rất có thể xảy ra. Với những gì mà Thái Lan và Việt Nam đã thể hiện trong suốt những trận đấu đã qua và với thế trận lúc này tại các trận bán kết diễn ra cùng giờ. Vạn Sự, cầu thủ của bạn, đội bạn rất to con. Thái Thị Thảo, Thùy Trang. Đúng là ngày hôm nay thì Vũ Thị Hoa đang được phân công nhiệm vụ làm tường nhiều hơn cho Hải Yến. Thùy Trang. Mở bóng sang cánh phải cho Thanh Nhã, vẫn là Thanh Nhã. Rồi, lần này thì không có một sai lầm nào nữa. Bóng đã đến đúng vị trí của Hải Yến và nhiệm vụ còn lại của tiền đạo Mao số 12 là quá dễ dàng. Cùng xem lại tình huống đột phá này của Thanh Nhã. Lỗi của hậu vệ Mao số 13 bên phía Campuchia. Và một món quà dành cho Hải Yến, 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sau 30 phút của hiệp 1 thì chúng ta đã có được lợi thế dẫn trước 2 bàn trước đội tuyển nữ Campuchia. Người lập công là Phạm Hải Yến. Hải Yến đã có 3 dấu ấn cho tới lúc này. Đầu tiên là cú sút dội cột dọc. Lần tiếp theo là tình huống đệm bóng lên trời và quá tam ba bận. Thì vừa rồi Hải Yến đã lập công để nhân đôi cách biệt cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thanh Nhã. Đội bạn sau quãng thời gian khoảng 10 phút đầu trận nhập cuộc tự tin và kiểm soát bóng tương đối tốt thì lúc này hệ thống phòng ngự của họ đã bị phá vỡ bởi những bài tấn công biên của đội tuyển nữ Việt Nam. Một tình huống chúng ta phát triển bóng bên cánh trái với pha xâm nhập của Mỹ Anh.
và một tình huống mà Thanh Nhã đã đi bóng tốc độ ở bên cánh phải. Đó là hướng tấn công chính của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay, tấn công biên. Vũ Thị Hòa, Hải Linh, Mỹ Anh, Hải Yến, vâng, có một số khán giả trên luồng livestream của chúng tôi đang thắc mắc là thủ môn đội tuyển Việt Nam đâu. Lúc này thủ môn đội tuyển Việt Nam vẫn đang ở sân nhà và chưa được làm việc quá nhiều. Khổng Thị Hằng đang là người nhàn nhã nhất trên sân vào lúc này. Thu Thảo mở bóng cho Thanh Nhã. Nếu như ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải trải qua một bảng đấu được đánh giá là tử thần, thì những gì đã qua đã cho chúng ta thấy thực tế đúng là như vậy. Ba trận đấu với ba trạng thái rất khác nhau. Mỹ Anh, trận đấu đầu tiên là một chiến thắng dễ dàng trước Malaysia. Trận đấu thứ hai chúng ta đã phải khó khăn hơn nhiều để vượt qua Myanmar nhưng đã có được 3 điểm quan trọng. Và trận đấu thứ ba là một trận thua trước Philippines. Nhưng nó là cần thiết để đội tuyển nữ Việt Nam rút ra những bài học kinh nghiệm và khắc phục những điểm yếu trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Hải Yến, đội bạn đang bộc lộ những sơ hở và chúng ta cần phải khoét sâu vào hai biên khi mà các hậu vệ cánh của đội bạn đang tỏ ra thiếu đi tốc độ. Người thực hiện quả đá phạt góc này là Thanh Nhã. Thái Thị Thảo. Thái Thị Thảo đã ngã. Penalty cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta sẽ theo dõi lại tình huống này. Không có ai theo kèm với Thái Thị Thảo. Và khi mà tiền vệ của chúng ta có được khoảng trống thì hậu vệ bên phía đội bạn đã không còn cách nào khác, đã phạm lỗi với Thái Thị Thảo. Thùy Trang là người được tin tưởng để giao trọng trách thực hiện những quả penalty cho đội tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Thùy Trang 100% chính xác, không có một cơ hội nào cho thủ thành trên Soviet của Campuchia. Đó là khoảnh khắc ăn mừng rất quen thuộc của lão tướng bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Ở tuổi 35 thì Thùy Trang vẫn tỏa sáng giống như một cô gái tuổi đôi 10. Hãy cùng xem lại cú sút này. Hoàn toàn đánh lừa được thủ thành bên phía Campuchia. Bàn thắng vừa rồi đã
tiếp tục nới rộng cách biệt cho đội tuyển nữ Việt Nam lên thành 3-0. Chúng ta đang cho thấy đẳng cấp khác biệt so với đội chủ nhà. Đội tuyển nữ Campuchia đã nhập cuộc tốt. Họ bị đánh giá thấp hơn nhưng đã nhập cuộc tự tin, cố gắng kiểm soát bóng. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của 10 phút đầu tiên thôi. Khi mà đẳng cấp lên tiếng thì lúc này Campuchia đang phải liên tiếp nhận những bàn thua từ đội tuyển nữ Việt Nam. Trên sân lúc này thì chúng ta đang thi đấu với không phải những cầu thủ ở trong đội hình chính. Nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang có được một trận đấu tương đối hiệu quả. Đây cũng là một cơ hội để huấn luyện viên Mai Đức Chung có thêm nhiều phương án cho những trận đấu quan trọng, đặc biệt là trận đấu tranh huy chương vàng. Hy vọng là như vậy. Vạn Sự, Thanh Nhã. Song song với trận đấu này thì đội tuyển Thái Lan vẫn đang dẫn Myanmar với tỷ số 2-0. Quý vị khán giả thân mến, ở môn bóng đá nữ tại SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia không có tín hiệu trực tiếp. Và vì thế, để gửi tới quý vị trọn vẹn những trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam thì chúng tôi đã trực tiếp sản xuất tín hiệu của các trận đấu của môn bóng đá nữ. Và đây là những hình ảnh được các đồng nghiệp của chúng tôi sản xuất trực tiếp tại sân vận động Olympic của thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Trên tất cả các nền tảng lúc này đang có hơn 300.000 khán giả cùng theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là một con số thực sự ấn tượng. Điều đó chứng tỏ sự quan tâm và yêu mến ngày một nhiều hơn của người hâm mộ dành cho các cô gái bóng đá nữ của chúng ta. Có một khán giả thắc mắc là tại sao đội tuyển Philippines bị loại. Philippines sau khi kết thúc vòng bảng thì có cùng 6 điểm như đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar. Tuy nhiên theo thể thức thi đấu của SEA Games 32 ở môn bóng đá nữ thì hiệu số sẽ được xét đến đầu tiên khi các đội bằng điểm nhau. Và xét về hiệu số bàn thắng bại thì đội tuyển nữ Việt Nam xếp đầu bảng với hiệu số là dương 4. Đội tuyển nữ Myanmar xếp thứ 2 với hiệu số là dương 3 và đội tuyển nữ Philippines xếp thứ 3 với hiệu số là dương 1. Thanh Nhã, Thu Thảo. Đây là Mỹ Anh. Cơ hội không được. Cú sút của Thanh Nhã vẫn chưa có khoảng trống. Thu Thảo. Có một khán giả đã dành tình cảm cho thủ môn Khổng Thị Hằng của chúng ta. Khán giả hỏi là có ai tặng thủ môn Khổng Thị Hằng một vé massage hay không? Vì sợ Khổng Thị Hằng đứng lâu một chỗ bị mỏi chân. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của khán giả và chúng tôi sẽ gửi lời của khán giả này đến với thủ thành Khổng Thị Hằng. Hy vọng rằng ngày hôm nay thì Khổng Thị Hằng vẫn giữ được một thể trạng thật tốt, mặc dù không phải vận động quá nhiều.
theo dõi những trận đấu đã qua của đội tuyển Campuchia tại SEA Games năm nay, rõ ràng là ban luyện bên phía đội tuyển Việt Nam đã nhận ra được điểm yếu của họ. Khi mà Campuchia có thể hình tương đối tốt nhưng họ không phải là những cầu thủ thực sự sở hữu tốc độ và kỹ thuật ấn tượng. Hai cánh là điểm yếu của đội bóng này và vì thế nên chúng ta đã liên tục khoét sâu vào hai cánh, nơi mà các hậu vệ cánh của Campuchia tỏ ra luôn luôn đuối hơn so với các tiền vệ cánh của chúng ta. Đó là một pha vào bóng nguy hiểm đối với Hải Yến. Nhưng rất may là tiền đạo của chúng ta đã có thể đứng lên và tiếp tục. Điều quan trọng là đội tuyển nữ Việt Nam có được một chiến thắng và bảo toàn quân số. Vì mục tiêu cuối cùng của chúng ta là trận đấu tranh huy chương vàng. Mỹ Anh là cầu thủ có lợi thế về tốc độ và sức mạnh. Trước đây khi còn thi đấu trong màu áo của thành phố Hồ Chí Minh thì Mỹ Anh đã chứng tỏ được tất cả những tố chất đó. Năm ngoái khi mà SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam thì Mỹ Anh không được gọi lên đội tuyển. Đó là thời điểm mà Mỹ Anh đang có những vấn đề về chuyển nhượng từ thành phố Hồ Chí Minh sang Thái Nguyên. Tuy nhiên ở SEA Games này, khi mà Mỹ Anh đã chứng tỏ được phong độ tốt ở giải vô địch quốc gia cũng như cúp quốc gia thì không có lý do gì để huấn luyện viên Mai Đức Chung không trao cơ hội cho cầu thủ này. Lúc này thì rất nhiều khán giả của chúng tôi vẫn đang dành sự quan tâm và sự tìm kiếm cho thủ môn của đội tuyển nữ Việt Nam. Và có những khán giả đòi mua báo cho đội tuyển nữ Việt Nam để đọc hoặc là mắc võng cho thủ môn Khổng Thị Hằng có thể giải trí trong lúc mà Khổng Thị Hằng chưa có việc gì để làm. Và chúng tôi cũng rất mong là Khổng Thị Hằng không có việc gì để làm trong trận đấu ngày hôm nay. Vũ Thị Hoa. Thanh Nhã, nếu như hiệp 1 kết thúc với tỷ số 4-0 thì là điểm 10 cho chất lượng. Chúng ta đang đến với những phút bù giờ. Thái Thị Thảo, cánh trái rất thoáng, Mỹ Anh, vẫn là Mỹ Anh. Đó là pha đánh đầu của Vũ Thị Hoa. Đấu đã bước sang phút thứ bù giờ thứ hai và chỉ còn khoảng chưa đầy 30 giây nữa hiệp 1 sẽ khép lại.
Vâng, xin cảm ơn tình cảm của các khán giả đã dành cho đội tuyển nữ Việt Nam và đặc biệt là thủ thành Khổng Thị Hằng. Và trong trận đấu ngày hôm nay chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình trạng cũng như là vị trí của Khổng Thị Hằng để gửi tới quý vị. Còn lúc này thì trận đấu đã khép lại những diễn biến của hiệp 1. Và chúng ta đã có được 3 bàn thắng với các pha lập công của Vạn Sự, Hải Yến và Thùy Trang để có được một lợi thế dẫn trước 3 bàn trước khi bước vào hiệp 2. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sau khoảng hơn 10 phút nữa. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 2 thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị khán giả. Hiệp 1 là quãng thời gian mà hai cánh của đội tuyển nữ Việt Nam đã hoạt động rất mạnh và chúng ta khoét sâu vào những vị trí là điểm yếu của đối phương. Đó là hai hậu vệ cánh. Trong đó thì một bàn thắng đến từ cánh trái, một bàn thắng đến từ cánh phải và một bàn thắng đến từ một tình huống cố định khi mà Thái Thị Thảo đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Mỹ Anh. Đối với bóng đá nữ Campuchia thì việc họ được góp mặt ở vòng bán kết của một kỳ SEA Games đã là một bước nhảy vọt về mặt thành tích. Khi mà ở Campuchia thì môn bóng đá nữ chỉ mới được phát triển trong một vài năm trở lại đây, chứ chưa phải là một nền bóng đá thực sự có chiều sâu. Và một phần là họ được rơi vào một bảng đấu tương đối thuận lợi. Ở SEA Games này thì Campuchia xếp họ cùng với Việt Nam là hạt giống số 1. Thế nên mới có bảng đấu tử thần giữa Việt Nam, Philippines và Myanmar. Ba đội tuyển được đánh giá cao và phải cùng cạnh tranh cho chỉ 2 tấm vé vào bán kết mà thôi. Và ở đường pit chúng tôi đã quan sát thấy Huỳnh Như rồi. Huỳnh Như chuẩn bị vào sân. Hãy cùng xem là Huỳnh Như sẽ thay thế cho ai trong những phút tiếp theo. Hải Yến. Một cầu thủ của Philippines đang bị đau ở trên sân. Trước đó là một tình huống vào bóng của Hải Yến. Cho tới lúc này thì diễn biến của trận bán kết còn lại giữa Thái Lan và Myanmar đã có những sự thay đổi khi mà ở những phút cuối của hiệp 1, Myanmar đã có một bàn thắng để rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Và trận đấu này đang diễn ra rất hấp dẫn. Và theo những quan sát của chúng tôi thì Thu Thương cũng đang khởi động. Đây là Mỹ Anh. Tình huống pha bóng chịu quả phạt góc của hậu vệ bên phía đội tuyển nữ Campuchia. Vẫn là Mỹ Anh đã ngã nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Huỳnh Như và Thu Thương đã chờ sẵn rồi. Nếu như ra sân thì đây là lần đầu tiên Thu Thương xuất hiện tại SEA Games 32. Thu Thương là trung vệ thứ 5 của đội tuyển nữ Việt Nam cùng với Hải Linh, Trần Thị Thu, Diễm My và Thúy Nga. Trần Thị Thu. Đó là tình huống để mất bóng của Thái Thị Thảo. Tuy nhiên đội bạn cũng đang không đủ người để tổ chức một tình huống phản công.
Hải Yến. Thanh Nhã. Pha đi bóng đầy tốc độ của Thanh Nhã. Thu Thảo. Thái Thị Thảo. Vạn Sự. Mở bóng sang cánh phải. Thu Thảo. Căng ngang. Bây giờ sẽ là hai sự thay đổi người bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Trần Thị Thu rời sân để nhường chỗ cho Thu Thương. Và Huỳnh Như cũng đã vào sân. Người rời sân đó là Thái Thị Thảo. Như vậy là đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta có một sự thay đổi ở vị trí trung vệ và một sự bổ sung trên hàng công. Pha chạm bóng đầu tiên của Thu Thương tại SEA Games 32. Còn nhớ tại SEA Games 31 thì Thu Thương cùng với Trương Thị Kiều là bộ đôi trung vệ của chúng ta. Mặc dù mới chỉ 20 tuổi nhưng Thu Thương đã chơi cho thấy một lối chơi bản lĩnh và chắc chắn và sẽ là tương lai của bóng đá nữ Việt Nam. Đặc biệt khi cầu thủ này là người sở hữu một chiều cao rất tốt. Vâng, xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị khán giả. Cho tới thời điểm hiện tại thì các khán giả của chúng tôi vẫn đang hết sức mong ngóng và tìm kiếm được nhìn thấy sự hiện diện của thủ thành Khổng Thị Hằng trên khuôn hình của mình. Huỳnh Như. Huỳnh Như đã có được một phong độ tốt tại SEA Games năm nay. Và mục tiêu của tiền đạo này là danh hiệu vua phá lưới. Trận đấu vẫn đang diễn ra ở nửa sân bên phía sân nhà của Campuchia. Vũ Thị Hoa. Sau khi vào sân thì Huỳnh Như sẽ cùng với Vũ Thị Hoa là bộ đôi tiền đạo của đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng theo những bố trí trên sân thì Vũ Thị Hoa vẫn là người chơi thấp hơn. Huỳnh Như. Mỹ Anh. Đây là Vạn Sự. Đường chuyển rất tốt cho Huỳnh Như. Huỳnh Như là mẫu tiền đạo chơi hiện đại, chạy chỗ thông minh, khống chế một chạm rất ngọt và xử lý bóng một cách rất nhanh, thì như không rườm rà và cũng không phô trương kỹ thuật nhiều. Lối chơi của Huỳnh Như đề cao sự hiệu quả.
thủ thường. Đây là Vạn Sự, không phải, đó là Mỹ Anh. Cầu thủ của chúng ta đang bị đau ở trên sân, đó là Vạn Sự. Xin lỗi quý vị, ở góc máy này thì chúng tôi nhìn không được rõ cho lắm. Đó là Vạn Sự, cầu thủ đã ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Chúng ta đang có một cơ hội từ một quả đá phạt trực tiếp. Ở với góc sút này thì có thể sẽ là một quả treo bóng vào khu vực 5m50. Ở phía trong chúng ta có Huỳnh Như, có Hải Yến và có Vũ Thị Hoa. Nhưng Huỳnh Như đang là người đứng trước bóng. Huỳnh Như và Mỹ Anh sẽ phối hợp để thực hiện quả đá phạt này. Và lúc này thì Thái Lan đã để cho Myanmar gỡ hòa 2-2 rồi. Một trận đấu có thể nói là hết sức kịch tính. Như cú sút Huỳnh Như, bóng không đi vào khung thành. Vâng, Thái Lan đã để cho Myanmar tạo nên cuộc lội ngược dòng rồi. Lúc này thì đang là 3-2 cho Myanmar. Quá bất ngờ. Đây là một pha xử lý rất đẳng cấp của Huỳnh Như. Tình huống qua người tới hai hậu vệ đối phương và tung cú sút vào góc gần. Vâng, theo khán giả của On Sport thì quả đấy không vào nhưng vẫn đẹp, và đúng là như vậy. Thùy Trang. Bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ. Đặc biệt là khi chúng ta được chứng kiến những trận đấu của những đội bóng được đánh giá là tương đồng về đẳng cấp như là Thái Lan và Myanmar. Xin cảm ơn những chia sẻ, những bình luận của các khán giả trên những luồng live stream của chúng tôi. Chúng tôi vẫn đang liên tục cập nhật và tương tác với quý vị khán giả, và cố gắng sẽ trả lời những thắc mắc của các khán giả với những diễn biến ở trận đấu trên sân cũng như là kết quả của trận đấu còn lại. Vẫn đang là những con số rất ấn tượng trên những luồng live stream các nền tảng của On Sport trong trận đấu ngày hôm nay, với gần 300.000 khán giả đang cùng theo dõi các trận đấu của chúng tôi trên các nền tảng, đó là ứng dụng On Plus, YouTube và Facebook. Điều đó chứng tỏ sự yêu mến và tình cảm của khán giả dành cho đội tuyển nữ Việt Nam cũng như là ekip của On Sport VTV Cup. Một tình huống mà Hải Linh đã xử lý tốt. Và quý vị có thể thấy là ở trận đấu này cũng như là ở SEA Games này thì Hải Linh mặc áo số 3. Đó là số áo của Trương Thị Kiều. Hy vọng là Trương Thị Kiều dù không hiện diện trên sân nhưng số áo 3 may mắn của Kiều vẫn đang cùng với Hải Linh thi đấu ở các trận đấu tại SEA Games năm nay, thì đó sẽ là một tín hiệu mang về tấm huy chương vàng tiếp theo cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn tình cảm của các khán giả, và các khán giả đang hỏi là bình luận viên tên là gì. Vâng, sau tình huống này thì tôi sẽ giới thiệu tên của mình. Đây là một tình huống không có gì nguy hiểm cho khung thành của Khổng Thị Hằng. Và rất tiếc là chúng ta vẫn chưa được nhìn thấy thủ môn của Việt Nam. Pha phản công cho đội tuyển nữ Việt Nam không được. Vâng, đã có khán giả đoán đúng tên của tôi. Đúng là tên là Huyền, nhưng không phải là Tiểu Huyền. Tình huống cắt bóng tốt của Thu Thương. Vâng, Thanh Huyền, Bích Huyền, Đại Huyền. Xin cảm ơn tình cảm của các khán giả, nhưng chưa khán giả nào đoán đúng tên tôi. Diệu Huyền, Thu Huyền đều không phải. Thực sự hơi buồn một chút khi vẫn chưa khán giả nào đoán đúng tên tôi. Hy vọng rằng từ giờ đến cuối trận thì chúng ta sẽ nhận ra nhau. Năm phút đầu tiên của hiệp 2 đã trôi qua. Và rất cảm ơn tình cảm của các khán giả. Nhưng tôi phải tập trung vào việc bình luận. Và cũng không biết là có khán giả nào đoán đúng tên mình hay chưa. Và hình như là có rồi. Xin cảm ơn khán giả đã đoán đúng tên tôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến trên sân. Thu Thảo, Thanh Nhã, Huỳnh Như. Mỹ Anh. Suýt chút nữa thì Huỳnh Như đã có thể chạm bóng. Thương. Hải Linh. Điều quan trọng nhất ở trận đấu này là chúng ta có được chiến thắng và bảo toàn được thể trạng của các cầu thủ đều khỏe mạnh. Quan trọng nhất là trận đấu tranh tấm huy chương vàng, nơi mà đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải vượt qua thử thách cuối cùng để hướng tới lần thứ 8 lên ngôi tại SEA Games. Thu Thảo. Tất nhiên
với một thế trận hoàn toàn vượt trội thì chúng ta cũng không việc gì phải vội vàng. Đẳng cấp của đội tuyển nữ Việt Nam là hoàn toàn khác biệt. Và ở phía ngoài sân thì chúng tôi đã thấy hai cầu thủ đang khởi động. Và theo góc nhìn này thì chúng tôi đang nhận thấy một trong hai người đó là Dương Thị Vân rồi. Cầu thủ rất nhỏ nhắn nhưng sẽ là bộ não của đội tuyển nữ Việt Nam khi có mặt trên sân. Ở mỗi trận đấu tại SEA Games sẽ được thay tối đa là 5 cầu thủ. Và ở một trận đấu như thế này thì tất nhiên là chúng ta hoàn toàn nên thử nghiệm để các cầu thủ đều được vào sân thi đấu. Vâng, có nhiều khán giả thắc mắc là tại sao chỉ có một góc máy quay. Thực tế là tại SEA Games 32 này thì môn bóng đá nữ không được nước chủ nhà sản xuất tín hiệu để chuyển tới các đài trong khu vực. Và chính vì thế nên những đồng nghiệp của chúng tôi đang trực tiếp sản xuất tín hiệu tại Campuchia. Và tất nhiên sẽ có những hạn chế hơn. Tuy nhiên đó là những nỗ lực để có thể mang tới cho khán giả những hình ảnh, những cảm xúc và đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Và rất mong quý vị khán giả sẽ thông cảm cũng như là tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Huỳnh Như. Vâng, xin cảm ơn khán giả đã nhận ra tên tôi. Rất nhiều khán giả đã nhận ra tên của tôi rồi. Và hy vọng là các khán giả cũng sẽ nhận ra được tên của tất cả các cầu thủ nữ. Đó sẽ là niềm vui của tất cả chúng ta khi mà các cầu thủ nữ sẽ ngày một được yêu mến hơn, được quen mặt hơn. Thanh Nhã. Mỹ Anh. Huỳnh Như. Sau những phút vào sân thì có vẻ như là Huỳnh Như vẫn chưa có được cảm giác tốt nhất. Và trên sân lúc này thì đang có sự hiện diện của những người rất đặc biệt trong cuộc đời của Huỳnh Như. Đó là cha mẹ của Huỳnh Như. Đó là cha của Huỳnh Như, ông Lê Thanh Liêm, xin lỗi quý vị, ông Huỳnh Thanh Liêm, và mẹ của Huỳnh Như là bà Lê Thị Lài. Tình huống vào không trúng bóng của Huỳnh Như rất tiếc. Trong những giải đấu của đội tuyển nữ Việt Nam, dù gần hay xa, trong nước hay ngoài nước, thì cha mẹ của Huỳnh Như cũng là những người luôn đồng hành và tiếp lửa cho tiền đạo đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam. Có thể nói đó là nguồn động viên vô giá cho mỗi cầu thủ. Và đó cũng là một nguồn động lực để Huỳnh Như tỏa sáng và trở thành một tượng đài thực sự của bóng đá nữ Việt Nam. Đây là Dương Thị Vân. Và vừa rồi thì đã có hai sự thay đổi người nữa bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Hoàng Thị Loan và Dương Thị Vân đã vào sân. Vâng, vợ quốc dân của các bạn đã vào sân. Hoàng Thị Loan mào số 5 đá ở hậu vệ, vị trí hậu vệ cánh trái. Người rời sân đó là Mỹ Anh và Thùy Trang.
Thanh Nhã. Dương Thị Vân. Vũ Thị Hoa. Hoàng Thị Loan. Hải Yến. Dương Thị Vân. Chúng ta vẫn đang phối hợp để kéo giãn bức tường phòng ngự màu đỏ bên phía đội tuyển nữ Campuchia. Thanh Nhã, cánh phải khá thoáng, Thu Thảo. Cắt ngang Huỳnh Như, không vào. Pha đánh đầu cắt mặt của Huỳnh Như, rất tiếc là tiền đạo của chúng ta không thể chạm bóng. Bàn thắng có vẻ như là đang đến gần hơn với Huỳnh Như rồi. Và chúng tôi xin được thông báo lại tới quý vị khán giả, những người chưa có cơ hội được theo dõi toàn bộ những diễn biến trong trận đấu ngày hôm nay, là 3 bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam được ghi do công của Vạn Sự, của Hải Yến và một bàn trên chấm 11m của Thùy Trang. Ba bàn thắng của chúng ta đều đến trong những phút của hiệp 1. Và hiệp 2 này thì trận đấu đã đi qua được hơn một nửa thời gian và vẫn chưa có thêm bàn thắng nào cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thu Thảo. Dương Thị Vân. Ở trận đấu còn lại thì Thái Lan vẫn đang để cho Myanmar dẫn trước với tỷ số là 3-2. Nếu như để thua ngược thì đó quả thật là một kết quả rất cay đắng đối với đội tuyển Thái Lan. Nếu như Myanmar vào chung kết thì đó là trận chung kết mà họ đã phải chờ đợi tới 4 kỳ SEA Games. Xin lỗi quý vị, 5 kỳ SEA Games. Những trận chung kết gần đây đều là cuộc đối đầu của chúng ta với Thái Lan. Myanmar đã lâu lắm rồi họ không được tận hưởng cảm giác của một trận đấu tranh huy chương vàng. Huỳnh Như. Ở trận đấu ở vòng bảng chúng ta thắng Myanmar 3-1. Thu Thảo. Dương Thị Vân. Đường chuyền rất tốt cho Thu Thảo. Huỳnh Như xử lý bóng. Không được. Vạn Sự. Hải Yến. Đường chuyền của Dương Thị Vân. Vẫn chưa có khoảng trống khi mà cao thủ áo trắng đã lùi về rất sâu. Ở ngoài sân thì chúng ta vẫn còn những quân bài chiến thuật mà có lẽ là huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ giữ cho tới trận chung kết. Đó là Bích Thùy, là Tuyết Dung. Hai mũi tiền vệ cực kỳ nguy hiểm và sắc nhọn của đội tuyển nữ Việt Nam. Ở phía ngoài sân thì một cầu thủ nữa đang khởi động.
Và nhìn vóc dáng này thì chúng tôi mạnh dạn đoán đó là Tuyết Dung. Huỳnh Như. Đội chuyền của Dương Thị Vân không được. Hải Linh. Hoàng Thị Loan. Vâng, các khán giả đang để lại những bình luận là họ muốn trận đấu diễn ra một cách sôi động hơn và nhịp độ tấn công cao hơn. Khi mà ở những phút vừa rồi thì tốc độ của trận đấu là tương đối chậm. Huỳnh Như. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ thì đội tuyển nữ Thái Lan vẫn đang để cho Myanmar dẫn trước với tỷ số 3-2. Thanh Nhã. Cánh phải là Thu Thảo. Hơi sâu so với đà di chuyển của Huỳnh Như. Bên phía đội bạn cũng có hai sự điều chỉnh. Và bên phía đội tuyển nữ Việt Nam là sự thay đổi người thứ 5. Tuyết Dung vào sân. Chúng ta sẽ chờ xem là cầu thủ nào sẽ được rút ra nghỉ. Như vậy là Hải Yến rời sân. Huấn luyện viên Mai Đức Chủng đã sử dụng 5 sự thay đổi người. Và chúng ta cũng đang chơi thong dong. Có lẽ là các trụ cột được đưa vào sân để có cảm giác bóng tốt nhất thôi. Còn với thế trận này thì cũng rất khó để cho Campuchia có thể làm nên một điều gì đó. Một bàn thắng cũng là rất khó chứ đừng nói đến một điều bất ngờ. Hoàng Thị Loan. Thu Thảo. Thanh Nhã. Đội bạn đang chỉ cắm duy nhất một tiền đạo ở phía trên. Đó là cầu thủ mặc áo số 11, người vào sân trong hiệp 2, Kiet Sihong. Với những gì đang diễn ra thì Việt Nam và Myanmar là hai đội bóng đang có lợi thế để góp mặt trong trận đấu tranh huy chương vàng. Tuyết Dung. Thanh Nhã. Huỳnh Như. Thu Thảo. Đây là Thanh Nhã. Vâng, tóc vàng trung vệ mà các bạn đang nhắc tới đó là Thu Thương. Vũ Thị Hoa, rất tiếc là quả chọc khe của Vũ Thị Hoa không đến được vị trí của Vạn Sự. Phút thứ 80 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Diễn biến này đang tương đối giống với trận đấu mà chúng ta gặp Malaysia
ở trận đấu ra quân. Thanh Nhã. Tuyết Dung. Dương Thị Vân. Thanh Nhã, chúng ta vẫn đang tìm kiếm thêm những khoảng trống. Đây là Thu Thảo. Căng ngang, đánh đầu. Không vào. Quá đáng tiếc, suýt chút nữa thì bàn thắng thứ tư đã đến rồi. Hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Phá hợp của bộ ba Huỳnh Như, Thanh Nhã và Thu Thảo. Có vẻ như điểm chạm cuối cùng không phải là Vũ Thị Hòa mà là hậu vệ mang số 20 của đội bạn. Đó là Hia Surelias. Thanh Nhã. Tuyết Dung. Hoàng Thị Loan. Vũ Thị Hòa. Vũ Thị Hòa ngày hôm nay được bố trí chơi thấp, đúng như là một tiền vệ. Hải Linh. Hải Linh và Thu Thương đang là bộ đôi trung vệ của chúng ta. Dương Thị Vân. Tuyết Dung. Đường chuyền hơi mạnh. Sân này là sân cỏ tự nhiên. Và theo những thông tin của các đồng nghiệp chúng tôi thì đây là một trận, một mặt sân rất đẹp. Cỏ xanh. Và rất thuận lợi cho các cầu thủ thi đấu, đặc biệt là các cầu thủ Việt Nam chơi một lối chơi kỹ thuật. Lúc này ở trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar thì Myanmar vẫn đang dẫn 3-2. Hải Linh. Hoàng Thị Loan. Pha chống biên của Vũ Thị Hòa và Hoàng Thị Loan. Vạn Sự. Không có khoảng trống nên dứt điểm. Dương Thị Vân. Chúng ta đang chơi một cách nhàn nhã để không tốn sức, vì chiến thắng đang nằm chắc trong tay của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Thanh Nhã. Đây là Thu Thảo.
Thanh Nhã không kịp. Thanh Nhã đã di chuyển hết sức khôn ngoan nhưng đường chuyền này vẫn là hơi mạnh một chút so với đà băng lên của tiền vệ màu số 19. Ở trận đấu tranh huy chương đồng và trận đấu tranh huy chương vàng diễn ra vào ngày 15 tháng 5 tới thì nước chủ nhà Campuchia sẽ sản xuất các tín hiệu trực tiếp và chắc chắn rằng ở trận đấu đó thì các khán giả của VTV Cup của OnSport sẽ được theo dõi trận đấu với nhiều góc máy hơn, nhiều góc máy cận và những hình ảnh rõ nét hơn nữa. Đây là những tín hiệu mà các đồng nghiệp của chúng tôi đang trực tiếp sản xuất tại Campuchia do nước chủ nhà không sản xuất các tín hiệu của các trận đấu tại vòng bảng và bán kết. Nên rất mong quý vị và các bạn có thể thông cảm và ủng hộ cho sự nỗ lực của các ekip, phóng viên cũng như là kỹ thuật viên quay phim của VTV Cup. Đây là phút thứ 87, chuyển sang phút thứ 88 của trận đấu rồi. Tỷ số vẫn đang là 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như. Vẫn là Huỳnh Như. Dương Thị Vân. Vạn Sự. Không được. Những cơ hội vẫn đang trôi qua chiếc mũi giày của Huỳnh Như. Một cầu thủ của chúng ta đang bị đau. Đó là Vũ Thị Hòa thì phải. Hôm nay là trận đấu mà Vũ Thị Hòa được trao cơ hội đá chính có lẽ là hết trận. Một trận đấu tại SEA Games, một trận đá chính ở tuổi 20 sẽ là bước khởi đầu cho một tương lai đầy tươi sáng của Vũ Thị Hòa. Một cầu thủ mà đã có một quãng thời gian nỗ lực đáng ghi nhận sau thành công ở những giải đấu trẻ. Tuyết Dung. Dương Thị Vân. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của các khán giả. Chung kết thì chúng ta sẽ gặp lại nhau với những hình ảnh ấn tượng hơn, sắc nét hơn. Nhưng vẫn là tình cảm và nỗ lực của những người làm thể thao VTV Cup gửi tới quý vị. Huỳnh Như. Hy vọng là quý vị vẫn sẽ đồng hành với chúng tôi. Có vẻ như là trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Đó là một tình huống chơi bóng bằng tay của hậu vệ bên phía đội tuyển Campuchia.
Bây giờ thì một cơ hội 10-10 đã đến với Huỳnh Như sau rất nhiều những tình huống mà tiền đạo của chúng ta đã bỏ lỡ. Cơ hội nâng tỷ số lên 4-0 và đó là dấu chấm hết cho Campuchia. Huỳnh Như rất đơn giản, 4-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là tỷ số mà tôi đã dự đoán trước khi trận đấu này diễn ra. Rất tuyệt vời. Có thể thấy là phong thái của Huỳnh Như, thần thái của Huỳnh Như ở trên sân là một điều mà chúng ta luôn luôn cảm thấy hết sức thỏa mãn, sự tự tin, nhẹ nhàng, thanh thoát. Quan trọng là chúng ta đã hoàn thành được những mục tiêu sau khi bán kết khép lại. Một chiến thắng, một trận đấu mà tất cả các cầu thủ đều được trao cơ hội. Và quan trọng nhất là tất cả các cầu thủ đều khỏe mạnh. Vâng, World Cup nữ sẽ diễn ra vào cuối tháng 7 và tháng 8. Trận đấu đầu tiên của chúng ta sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 7. Trận đấu tiếp theo vào ngày 27 tháng 7 và trận đấu thứ 3 vòng bảng ngày 1 tháng 8. Đó sẽ là một giải đấu ghi dấu những bước chân lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam tại đấu trường World Cup. Vẫn biết đó là một giải đấu mà chúng ta không đặt quá nhiều những kỳ vọng về mặt thành tích. Nhưng nó sẽ mở ra một chân trời mới đầy sáng lạn cho bóng đá nữ Việt Nam. Chúng ta đã ghi tên mình lên bản đồ bóng đá thế giới với việc ghi danh tại một kỳ World Cup. Đó thực sự là nỗ lực đáng ghi nhận của những người làm bóng đá Việt Nam và thế hệ của không chỉ một mà rất nhiều cầu thủ nữ. Đó là ước mơ của một thế kỷ của bóng đá nữ Việt Nam. Thu thảo, không được. Và quý vị có thể lên các nền tảng của chúng tôi như là ứng dụng On Plus, kênh YouTube On Sport Plus hay là Facebook On Sport để cùng theo dõi lại chương trình Giấc mơ thế kỷ, nơi mà chúng tôi đã ghi lại hành trình để đến với tấm vé World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam. Một chương trình nằm trong series chương trình Phía sau vinh quang. Đó là tâm huyết của những người làm thể thao VTV Cup. Đó là một series chương trình về các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Và đúng lúc này thì tiếng còi cũng đã cất lên, khép lại trận bán kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Campuchia. Một chiến thắng không tốn quá nhiều sức của các cô gái của chúng ta. 4 bàn thắng đã được ghi do công của Vạn Sự, của Hải Yến, của Thùy Trang, và bàn thắng cuối cùng được ghi do công của Huỳnh Như.